À, vâng, bây giờ chỉ muốn nhờ hiệp sĩ Nguyên Hải là tìm cho chị một người 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 bạn, người một bạn bạn, đầu hiệp tiên sĩ là đi. bạn đi. Rồi bây bây Đầu giờ tiên là bạn. bây giờ chị đang ở Mỹ, vâng, Alaska ở Mỹ, Hoa Kỳ. Bây giờ chị nhờ hiệp sĩ Nguyên Hải là tìm một người bạn chị kỹ, vâng. Một Đúng một người rồi. bạn là bao nhiêu tuổi? À, nhỏ nha, từ 40 trở lại đi. Tôi lại là chị bao nhiêu tuổi rồi? Không nói tuổi đâu. Không có tuổi rồi, rồi không có tuổi rồi. Chị được mấy cháu rồi? Chị có gia đình hết rồi, cái đó Dạ, bỏ qua luôn. bỏ qua rồi, bỏ qua phải không? Bây giờ chị muốn người mà 40 đô lận phải không? Rồi 40 đi, đổ lại, rồi rồi nhưng mà bây 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 phải nè có bây nè bây bây giờ có thằng này nó 28 tuổi. có nhỏ lắm không, 28 tuổi đâu? nó có học thức không, Sao? nó có Đó. trí thức không, Đó. nhưng mà Đó. chị phải coi hình mới được, chị kén dữ lắm. Rồi đi đứng chút gửi hình qua cho. Chị ở vậy năm nay là mấy chục năm rồi đó, không Rồi. có một người nào hết luôn. Vâng. Rồi. Đây đi thì chị Tướng phải chuẩn, trẻ. tướng phải chuẩn nè nha, tướng phải Rồi. chuẩn nè nha. Rồi. Ok, phải cao từ 1m7 trở lên, 1m75 trở lên. Thằng này nó mà cao 1m85 lần, 1m85 lần. À, mà nhà quê hay là Sài Gòn? Nó nhà quê. Không được, Được hả? Nó nhà ăn nó chịu quê. phục vịt lắm, Nó nhà lấy nhà quê nó quê chịu mà nó phục lên vịt đây lắm. rồi. Nó lên đây rồi, nó lên đây ở là mình vừa ở rồi. Nó làm nghề gì? Mà nó công nhân. Không được, Không được hả? phải dân trí thức mới được. Em nghĩ thức phải được phải không? Rồi rồi. Em nghĩ thức được rồi. Cái câu chọn từ 40 rồi sao? 40 rồi đủ đủ xuống phải Đổ xuống. Ừ. không? Rồi. Nếu có lên 41, 42 cũng được, nhưng mà phải đẹp trai. Đồ đẹp trai phải không? Tại vì chị tỷ phú mà. Dạ, phải đẹp trai rồi. Chị nói cho em biết là chị có 25 ít cờ ở Mỹ. Ok. Nhưng mà một ít cờ của chị á, là từ 170 ngàn tới 100 ngàn một ít cờ. Việt Nam chỉ có 3 miếng đất. Tổng cộng ở Việt Nam có thể là chị được 40 tỷ rồi đó, còn đừng nói tới ở bên Mỹ. Vậy chị phải kén chồng mới được chứ. Chị khỏe mạnh. Ông xã chị Chị trước lại là làm gì? Ông xã trước là chị làm gì? xa lắm rồi, bỏ quên đi, xa lắm Ủa. rồi, xa dữ lắm rồi, mấy chục năm rồi, hồi đó chị còn nhỏ xíu à, là chị đi chia tay, chị còn trẻ lắm. Chị qua Mỹ bao lâu rồi? Cũng hơn 30 năm rồi. Có năm không? Hello, hello, hello. Dạ, chị Lê xin chào tất cả các bạn, quý vị, anh chị em đang theo dõi kênh của chị Lê. Nay là cuối tuần. Chị Lê bữa nay muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, quý vị, anh chị em về vấn đề kết nối yêu thương. Thì một thời gian gần đây chị Lê cũng theo dõi vài cái kênh YouTube tại Việt Nam về vấn đề kết nối yêu thương giữa người Việt Nam và trong những người trong nước và những người Việt kiều hải ngoại. Bất tình lình bữa nay chị Lê có thấy một cái video một Việt kiều Mỹ, tức là bà ngoại đã hồi xuân, bà đang hồi xuân các bạn, là U71 tuổi, muốn kết nối với lại một người nào ở Việt Nam đó, một thanh niên trẻ tuổi dưới 42 tuổi, và bà ta ở bên Alaska nước Mỹ. Thì qua cái lời kể chuyện của bà ta, các bạn mới xem xong đó, chị Lê sẽ vào bình luận và chị Lê sẽ cho nó play trở lại, và chị Lê sẽ bình luận và phân tích xem bà ta nói có đúng hay không. Và hiện ngày nay các bạn, cái việc mà có kết nối yêu thương á, nó rất là cập khểnh luôn, mà nó không có, hình như là nó không có trung thực các bạn, hoặc là người ta có thể là câu like câu view và đưa lên những cái thành phần mà muốn kết nối á, một một cách rất là lỗ liễu luôn các bạn, nó không có còn như hồi xưa nữa. Cho nên chị Lê cảm thấy rất là buồn cười, bởi vậy chị Lê mới muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn, quý vị, anh chị em, đây là những cái thước phim giải trí thôi nha, chứ không có biết là đúng hay sai. Nhưng mà người ta cũng đưa lên mạng những cái kênh YouTuber kết nối yêu thương á, vẫn đưa lên mạng cho khán giả xem,
Bởi vậy chị Lê mới muốn chia sẻ lại trở lại thôi, và chị Lê sẽ phân tích và bình luận xem coi cái việc này có đúng hay không. Và bây giờ chị Lê sẽ cho các bạn nghe lại cái phần audio. Xin mời các bạn theo dõi nha. Dạ, vâng. Mấy ngày phút chị muốn nhờ em Tiến Nguyễn Hải là tìm cho chị một người người bạn đầu tiên là bạn đi. Rồi bây giờ chị đang ở Mỹ. Vâng, Alaska ở Mỹ, Hoa Kỳ. Bây giờ chị nhờ Hiệp Sinh Hạnh là tìm một người bạn chị kỹ, vâng. Một người bạn là cái nhiêu tuổi? Nhỏ nha, từ 40 trở lại đi. Tôi lại là chị bao nhiêu tuổi rồi? Không nổi tuổi đâu. Cái người mà phỏng vấn các bạn là một hiệp sĩ nha. Cái kênh YouTube á là một hiệp sĩ gì á ở Việt Nam. Và bà này nói rằng là bà ở bên Alaska, nước Mỹ, và bà không dám nói tuổi các bạn. Nhưng mà trong cái kênh này á, cái tựa đề là bà là U71, là bà 71 tuổi các bạn. Thì nhìn cái gương mặt của bà mình thấy sao bạn? Thấy bà có tuổi rất cao rồi đó. Và bà muốn đi kết nối bạn, lý do tại sao bà muốn làm vậy? Thì xin mời các bạn nghe rõ cái phần kế tiếp nha. Tội rồi, rồi không có tội rồi. Chị được mấy cháu rồi? Chị có gia đình hết rồi, cái đó bỏ qua luôn. Bỏ qua luôn. Bây giờ chị muốn người mà 40 đô lợi không? Rồi, 40 đô lợi, nhưng mà phải nè, có... bây giờ có thằng này nó 28 tuổi. Có nhỏ lắm không? 28 tuổi đâu. Nó có học thức không? Sao? Nó có trí thức không? Đó. Nhưng đó. Mà chị phải coi hình mới được, chị kén dữ lắm. Rồi để tôi gửi hình qua cho. Chị ở vậy năm nay là mấy chục năm rồi đó. Không đó. Có một người nào hết luôn. Vâng. Để mình ngưng lại đây, mình sẽ phân tích cho bạn. Bà này bà lớn tuổi rồi, già như bà ngoại mà đòi dân có học thức nữa. Đã đòi trẻ tuổi mà đòi dân học thức nữa các bạn. Bạn thấy nghịch lý không? Đã già rồi, lớn tuổi rồi, bà ngoại rồi, mà đòi kết nối với người ta và dân phải có học thức và phải dưới 40 tuổi. Tướng phải chuẩn nè nha, tướng phải chuẩn nè nha. Ok, phải cao từ 1m7 trở lên, 1m75 trở lên. Nếu mà bà này bà tìm những người anh thanh niên nào mà cao 1m7 trở lên á, mà cái độ tuổi là khoảng 40 trở xuống á, và có học thức á, người ta có thể tìm những cô gái đẹp ở Việt Nam, chân dài nữa. Cô gái đẹp chứ đâu phải chọn bả làm gì các bạn. Bà không nhìn gương lại cái gương mặt của bà nhìn ra sao. Bà gì quá già rồi, trên 70 tuổi mà da nhăn mà cà sụi rồi còn đi tìm kết nối yêu thương làm gì nữa. Để các bạn nghe, xin mời các bạn nghe tiếp. Thằng này nó mà cao 1m85 rồi. Ồ, cao 1m85. Mà nhà quê hay là Sài Gòn? Là nó nhà quê. Không được. Không được, nhà quê không được. Nó chịu phục phịch lắm, nhà quê nó chịu phục phịch. Nó đây rồi, nó ở là mình vô ở rồi. Nó làm nghề gì? Mà là công nhân. Không được. Phải dân trí thức mới được. Dân trí thức mới được, phải không? Rồi rồi. Dân trí thức mới được rồi, kìa cô chọn từ 40 rồi, làm sao 40 rồi đủ xuống phải không? Đủ xuống. Rồi. Nếu có lên 41, 42 cũng được, nhưng mà phải đẹp trai. Phải đẹp trai. Wow, quá đôi. Chị tỷ phú mà. Dạ. 41, 42 tuổi phải đẹp trai các bạn. Tại vì bả là tỷ phú. Để xem coi bả nói tỷ phú ra sao nha bạn. Chị Lê xem tới cái đoạn này, chị Lê cảm thấy rất là mắc cười luôn. Để mình uống miếng nước. Rồi, xin mời các bạn nghe tiếp. Dạ, phải đẹp trai rồi. Chị nói cho em biết là chị có 25 ít cỡ Mỹ. 25. Nhưng mà một ít cỡ của chị á là từ 170.000 tới 100.000 một ít cỡ. À, bà này bà nói bà có 25 acre tại Mỹ, và mỗi một acre giá là từ 100 cho tới 170 ngàn. Một acre là 25. Và nếu mà bà có 25 acre, tính coi là nhiêu nha các bạn. Xin mời các bạn
Để chị lấy tính coi, một acre là từ 100 ngàn cho tới 170 ngàn một acre, mà bà có 25 acre thì chị Lê sẽ suy ra là cho tính trung bình là 120 đi. Bà nói vậy mình tính 120 thôi. 120 ngàn nè, bạn nhân cho 25 acre là bà này có 3 triệu. 3 triệu. Tức là giá là khoảng 3 triệu Mỹ Kim các bạn. 3 triệu Mỹ Kim á. Tức là mình tính trung bình là 120 đi. Đó. Nhưng mà không biết cái mảnh đất mấy cái cờ nó nằm ở đâu mình không biết. Tuy nhiên không biết bà này có nói cái thật sự hay không. Ở bên New York các bạn, ở Upstate New York cách đây cũng khoảng 10 năm, chị Lê có một người hàng xóm muốn bán 250 acre, giá là khoảng 600 ngàn, mà chị Lê không muốn mua. Tại vì cái khu vực mà ở trên Upstate New York á, nó toàn là rừng không à, toàn là rừng không à, không có gì á, mà người ta muốn bán 250 acre mà giá chỉ có 600 ngàn đô thôi, mà chị Lê không thèm mua, tại vì rừng rú mà mua đó làm gì. Bà này bà đó bà có 25 acre mà không biết nằm chỗ nào mà không biết. Chắc lẽ bà nói là ở bên Alaska đó. Thì cái vùng Alaska, vùng đó rất là lạnh luôn, ai là lên đó lập nghiệp. Rừng rú không à. Bà nói bà có 25 acre, mỗi acre từ 100 ngàn cho tới 170 ngàn một acre. À, tính trung bình ra 120 đi, nhân cho 25 acre thì thành ra là 3 triệu Mỹ Kim. Đó, để mình tính lại nha. Vâng, 3 triệu Mỹ Kim các bạn. Đó. Cờ của chị á là từ 170 ngàn tới 100 ngàn một ít cờ. Việt Nam chỉ có 3 miếng đất. Tổng cộng ở Việt Nam có thể là chị được 40 tỷ rồi đó, còn đừng nói tới ở bên Mỹ. 40 tỷ là bao nhiêu tiền Mỹ, tiền tiền đô Mỹ bạn? 40 tỷ tức là khoảng gần 2 triệu, là tổng cộng có khoảng 5 triệu Mỹ Kim. Bởi vậy bà mới muốn tìm phi công trẻ bạn. Những thanh niên trẻ Việt Nam á, dưới 40 tuổi. Đây là Việt kiều Mỹ U71 nha, ở Alaska Mỹ á, muốn tìm phi công trẻ, chắc có lẽ vậy. Kinh xin mời các bạn nghe tiếp. Vậy chị phải kén chồng mới được chứ. Dạ. Ủa, Chị khỏe mạnh. Ông xã chị chị trước lại làm gì? Ông xã trước là chị làm gì? xa lắm rồi, bỏ quên đi, xa lắm Quên. rồi, xa dữ lắm rồi, mấy chục năm rồi. Hồi đó chị còn nhỏ xíu à, là chị đi chia tay, chị còn trẻ lắm, Chị qua Mỹ bao lâu rồi? cũng hơn 30 năm rồi. Tôi năm không? Bây Ừ, bây chị bây thôi. giờ bây giờ quay sơ cho chị rồi xong rồi rồi mà mai mốt chị về để em quay cho chị trẻ đẹp lại nghe. Đâu, chị để cái hình nền chị gửi cho em đó, hai cái đó cũng dễ thương lắm Rồi đó. rồi 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 để vô rồi đưa hình ảnh đấy lên 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 rồi giờ để... Chị coi em mỗi ngày luôn, chị coi 4-5 năm nay rồi, chị coi hồi cái lúc tụi em bắt cướp rồi bọn em bị giết rồi, chị coi hồi vợ em chết rồi, chị coi đó, tôi coi hoài, coi như là em, chị coi em như là coi phim vậy đó, không có cần coi phim gì hết, cứ sáng mắt lên là hiệp sĩ Minh Hải không. chị chị thích cái cậu mà À, thành ra là hiệp sĩ Minh Hải ở Việt Nam. Bà xem cái kinh này cũng khoảng mấy năm rồi, 3 4 năm gì đó, cho nên bà thích thích anh này, bà muốn lên kịch nói, bà độc thân, bà nói là bà độc thân mấy chục năm nay rồi. Thì tình trạng của bà này ra sao bạn? Sức khỏe già yếu rồi. Thì bây giờ muốn lên kết nối chắc có lẽ tìm phi công trẻ hay sao? Ê, nghe tiếp nghe tiếp. Trần á, cậu nói chuyện lắm, cậu nói văn hoa mà dễ thương lắm, vừa tiếu mà vừa hài dễ thương lắm, ai cũng thích cậu, ở Mỹ nè ai cũng thích cậu hết. Cậu Nguyễn Trần hay gì đó, wifi nó hơi yếu ở bên em, nó phải bên chị đâu à. Cháu minh quá phần này rồi.
Rồi bây giờ là chị muốn cao, một người cao 1 mét mấy, 1 mét 75 đổ lên phải không? Chị ở con mình chị cái nhà bự như vậy đó, Chứ con cái đâu hết rồi? con cái nó riêng hết ở Mỹ mà đâu có ai chung với ai đâu, mà chị không có ở chung đứa nào hết đó, chị không thích, chị không thích ở chung ai hết, thì vậy giờ chị cần cái người mà dẫn chị đi chơi rồi xung quanh nói chuyện hữu hỷ thôi, không cần về chuyện về sinh lý nữa, chị không cần thiết luôn á. Bạn có tin không bạn? Bà nói bà không cần cái chuyện sinh lý. Vậy chứ nếu mà bà đi kết nối với lại ông nào, anh nào mà dưới 40 tuổi á, người ta còn trẻ, tại sao người ta phải đi chung với cái bà ngoại thôi? Nếu bà có về Việt Nam mà bà đi chung với lại những anh thanh niên trẻ vậy, dám dám dắt tay anh thanh niên trẻ đi ngoài đường vậy không? Người ta sẽ dòm vô, người ta nghĩ sao các bạn? Và cái anh thanh niên trẻ này á, có dám đi chung với bà hay không? Người ta sẽ nghĩ rằng là má lại con. Tôi nghĩ là không có đâu. Thanh niên trẻ mà đẹp trai, mà cao ráo, chân 1m75, 1m8 mà có học thức nữa, có thanh niên đời thanh niên nào mà dám đi chung với bà này các bạn? Người ta sẽ nghĩ sao bạn? Giống như là một Việt kiều Mỹ mà ông mấy ông lớn tuổi già đó, quen với lại những em gái trẻ Việt Nam 20 mấy 30 á, mà nếu mà có đi ra đường á, mấy những cô gái chân dài mà trẻ tuổi á, có dám đi với ông già ở Việt kiều Mỹ ra ngoài đường không bạn? Đương nhiên là không có rồi, thì mấy ông thanh niên trai cũng giống vậy thôi. Thì chỉ có trường hợp là những anh nào mà không có cảm thấy mắc cỡ hoặc là không có cảm thấy quê á, thì họ chấp nhận đi chung với bà này để có tiền. Xong rồi lấy cái số tiền đó quen những cô gái trẻ hơn nữa. Xin mời các bạn nghe tiếp nha. Còn nếu mà là đi tiến hơn, biết đâu mình ở gần mình có tình cảm, tiến Tình cảm. hơn một chút nữa thì chị để có thể là rất là nhiều của cải của chị, tại vì chị Wow. không cần tất cả đều giàu hết, Wow. nó Bà này chắc có lẽ bà kiếm một người nào mà có tình cảm với bà. Nhưng mà bà không cần thiết về vấn đề sinh lý. Thế này chắc có lẽ bà muốn tìm phi công trẻ nói đại vậy, bây giờ nói không cần sinh lý. Bà nói là ai mà thương bà đó thì bà cho củ cải. Đó. Xin mời các bạn nghe tiếp. nói nếu mà chị tìm được người nào mà tốt thì chị cho hết cũng sao, tụi nó không cần thiết, miễn là chị vui thì thôi. Chị còn sức khỏe, chị cắt cỏ nè, chị cắt cái khu vực chị gửi cho em nói là cái khu vực nhà xung quanh đó, chị xúc tiết nè, chị đi tập thể thao mỗi ngày là 2 mao á, 3 cây số. Chị Việt Nam là tập thể thao, chị đi 3 cây số, thanh niên đi lại chị đâu. Wow. Ở 71 tuổi vẫn còn trẻ, khỏe mạnh. Thấy chị làm lao động mà, chị làm lao động mà, làm lao động mà có bằng tay chị nè, đẹp không, đẹp không? đẹp đẹp thấy thấy chị dung dung tây quá, dung mỹ quá, dung tây dung mỹ. Chị trắng tươi là tại chị ở Alaska, chứ chị về Việt Nam mấy bữa chị đang thui nha em vậy đó. Alaska là xứ lạnh mà, Alaska xứ lạnh. Da của chị nó không có trắng tươi như người ta, nó ngâm đỏ vậy đó, đỏ hồng hồng. Wow. Chị mà kén chồng lắm, nếu chị không kén là chị đi chồng lâu lắm mà, trời em ơi, nhiều lắm luôn á, nhiều lắm luôn á, không có hết đâu. Cứ gọi điện thoại nó làm phiền chị xuống luôn mà chị không có nghe điện thoại ai hết. Nè, quen cái gì mà quen trên mạng là lừa đảo nha. Quen trên Không, mạng chị là không lừa có tin, đảo. chị tin em thôi, chị nhất định là có gì chị đổi thừa em thôi. Wow. Quen trên mạng lừa Tại đảo. vì chị thấy em rất là người rất là có cái lòng nhân đạo mà chị chưa từng thấy luôn á. Chị Cuối bây năm này em giờ qua là Mỹ đất rồi. Cuối năm này em nước bay qua Việt Mỹ. Nam chị... hả? Cuối năm này em bay qua Mỹ. Qua chị chơi. Rồi có gì em qua chị em điện. Qua chị chơi có lẽ chị cua em luôn. Ở Việt Mỹ chị Nam, chị về Việt Nam ha, là rất nhiều người mà muốn làm mai cho chị lắm mà người ta không có dám luôn á, không người dám. ta đem tới Chào quê chị quê ở chị. Việt Nam chỗ nào?
Cái bè Tiền Giang. Thì bà nói bà về Việt Nam, ta muốn làm mai cho chị mà chị không dám. Để mình nghe lại xem nè. Khi nào mà em đi ngang đó mà không có chị em ghé rồi cái xóm đó em ngồi ở Việt Nam, chị về Việt Nam ha, là rất nhiều người mà muốn làm mai cho chị lắm mà người ta không có dám luôn, Ủa, quay ta quay phim đem rồi. tới Người ta không có dám làm sao bạn. Tại vì người thấy bà này già rồi, bà ngoại bảy mấy tuổi rồi, bởi vì người ta không có dám, tại vì đâu có nhìn bà là thấy đâu có sexy khỉ gì đâu bạn. Tuổi già rồi bà ngoại mà lắm dám giới thiệu cho bà này thì cảm thấy sao bạn. Những người Việt Nam người ta đâu có chịu đâu, mặc dù bà già, mặc dù bà có tiền, bà đi nghe bà nói về bà có tiền, nhưng mà những thanh niên trẻ dám đi chung với bà là được không? Chị Lê nghĩ là không có đâu. Chỉ trừ khi nào những anh nào mà không biết nhục á, không biết quê, sợ quê á, muốn tiền của bà thì đi chung với bà và dẫn bà đi hú hí, đi du lịch chẳng hạn gì bạn. Bà nói rằng là trong video này bà nói rằng là bà muốn làm bạn trước, sau đó mới mới có cái tình cảm hoặc là để tiến sâu hơn, và bà không cần sinh lý. Vậy nếu mà bà làm vậy á thì những anh mà kết nối với bà là sao bạn? Mình nghĩ rằng là người ta không có chịu đâu, người ta muốn lợi dụng bà để lấy tiền xài và quen những cô gái khác đó. Thì đây có phải là một cái trường hợp kết nối yêu thương không các bạn? Mình nghĩ rằng là 50-50 chứ không, chưa chắc là kết nối yêu thương các bạn. Thì có lẽ bà này bà rất là độc thân, bà không có bạn trai. Mà nếu mà bà nói vậy là cũng đúng nữa các bạn. Tại vì bà nghe bà nói rằng là có rất là nhiều người ở bên Mỹ muốn làm quen với bà mà bà không chịu. Lý do đó là không có chính đáng nha. Tại vì những người mà gần bà, ở gần cái tiểu bang của bà mà muốn làm quen thì bà quen đi, tại sao mà phải đi về Việt Nam để làm quen những anh trẻ? Mình thấy vô lý thiệt á. Có rất là nhiều người đàn ông bên đây nè, bên Mỹ á, họ cũng đang cần kết nối với yêu thương những cái lứa tuổi gần như giống như mình á. Người ta muốn làm quen không, tại sao không làm quen ở bên Mỹ đi mà tại sao quay về Việt Nam muốn kết nối với yêu thương với lại những anh thanh niên trẻ 40 tuổi trở xuống, và phải phải có học thức, phải có công ăn việc làm đàng hoàng đó, rồi phải cao 1m75, 1m80 trở lên. Mình thấy rất là vô lý luôn nha bạn, không có đúng. Có lẽ bà này cái tư tưởng của bà rất là ảo mộng luôn, ảo tưởng đó. Thì đây là bà ngoại Hồ Xuân, có phải là Hồ Xuân hay không mình không biết nha bạn. Lần đầu tiên chị Lê thấy trường hợp này rất là đặc biệt, bởi vì chị Lê mới cảm thấy rất là kỳ lạ, cho nên chị Lê muốn chia sẻ cho tất cả các bạn theo dõi cái video này. Chị Lê không có dám chê bà Việt Kiều này già bà xấu nha bạn, mình không dám chê, nhưng mà mình thấy cái tướng của bà Việt Kiều này là không có hấp dẫn các bạn. Mình thấy là bà già rồi, bà bảy mấy rồi. Mấy anh thanh niên nào ở Việt Nam mà dòm bà họ chạy mất dép. Chạy mất dép, tướng tướng tá gì đâu mà không có sexy, mà già rồi tóc bạc cái mặt. Chị Lê không dám nói nhiều nha, này để cho các bạn bình luận, chị Lê không dám bình luận đây. Mà chị Lê chỉ nói rằng là bả mà kết nối như vậy là không có, mấy anh thanh niên Việt Nam nghe được chắc họ chạy mất dép, họ không không thích đâu, chỉ trừ ngoại khi nào mà mấy anh nào mà ham tiền á, ham hố á thì chui vô làm quen, nhưng mà phải cao một thước 75 trở lên nha, phải có học thức nè. Bà nói là bà cái người mà không có học thức á bà không thích, bà phải có công ăn việc làm ngon nữa, chứ không phải là làm công nhân thợ hồ là xe ôm gì đâu, không có đâu. Bạn phải có học thức nha, tức là trình độ phải trình độ đại học trở lên đó, nghe bà nói vậy đó. Bà nói là phải có học thức, tức là những người mà có trình độ đại học đó, các bạn nên nghe kỹ nha, phải phải có đẹp trai nữa đó, phải 42 tuổi thì phải đẹp trai. Và đòi hỏi quá bạn, những người mà thanh niên như bà ta đòi hỏi á,
không có cửa để làm quen người ta đâu, tại người ta quen những người gái trẻ Việt Nam. Những người gái trẻ này cũng có điều kiện, đẹp, chân dài, trẻ, cũng có tiền đó. Chứ bà ta cứ ham hố mà đi thì muốn làm quen với những người ở Việt Nam có phải có những cái điều kiện này. Chị Lê nghĩ rằng là có mơ đi, không có làm được đâu, có mơ đi, không có thể nào tìm được một người mà bà muốn kết nối đó. Ok các bạn, để chị Lê đọc vài bình luận của tất cả những khán giả trên cái video này các bạn xem coi ra sao. Em mình đeo kiến vô đọc cho nó rõ, không thôi mình đọc sai khán giả nói mình nói xạo. Bà nội ơi, lo tu niệm đi nội ơi, còn gì mà kiếm chồng nữa, chuẩn bị hành trang để về cắt bụi đi nội ơi. Làm từ thiện giúp đỡ những mảnh đất mảnh đời bất hạnh là quá tốt rồi. Đó là bình luận của một khán giả. Mình đọc cho những bình luận khác nha bạn. Bà cố này chắc khoảng 70 tuổi đó mọi người ơi, không biết mắc cỡ là gì hết. Kinh dị quá bà cố ơi. Con quỳ lại bà cố, không được bình thường nha mọi người ơi. Đó thôi. Rồi xem. Mọi người nói là nói hì hì hì. Bà này 80 tuổi. Bà này 80 tuổi mà xưng hô là bà tìm những người thanh niên trẻ. 80 tuổi à, đại gia thật hay, hay nổ. Đó. Thì bây giờ người ta có câu hỏi bạn. Ta nghi ngờ rằng là bà này bà Việt Kiều nổ á. Đó. Đó, người ta nói vậy đó. Bà đại gia là Việt Kiều nổ. Ok, để mình qua phần khác. Trời ơi, lần đầu tiên tôi sống 54 năm rồi mà lần đầu tiên tôi thấy bà này, trong đời tôi có cái bà này chia sẻ rất là kỳ lạ luôn. Bà già 71 tuổi, hồi xuân tìm trai trẻ từ 30 cho tới 40 tuổi, bà ngoại già, bà ngoại hồi xuân 2024, người ta cười ha ha ha. Con lại mẹ, khoái trai trẻ thì nó biết chơi là được. Già mà xuân còn đời trình độ làm gì, thấy gớm quá. Già mà xuân mà còn đội trình độ học vấn các bạn, thấy gớm quá. Phi công trẻ, bà này ngoài 70 có tiền đi từ thiện, đi lên đây khoe, còn tuyển trai trẻ nữa. Nội nhìn hình nhang thấy xấu luôn, xấu xỉu mất xỉu luôn. Dung nhang ấy nhìn mặt uống xỉu rồi mà nói theo kiểu bệnh tâm thần các bạn, tao nói là bà này bệnh tâm thần đó. Con lại bà cố gần xuống lỗ rồi mà còn ham muốn gì chơi cho không ăn ngay ăn chay niệm Phật để được vắng sinh này. Bạn này nói với tiếng Việt hơi hơi kỳ, vắng sinh cực lạc đó. À, có một khán giả này nói ngộ bạn, nói là sợ mấy ông 70 hoặc là 80 còn chịu chưa, có nửa kìa chứ đó mà đòi trai trẻ, con lại bà, con lại má. Tôi thấy ngoại tôi muốn ói ra, ngoại ơi. Rất nhiều khán giả bình luận đây bạn, rất là mắc cười luôn, nhưng mà chị Lê không muốn chia sẻ hết, chỉ chia sẻ vài cái bình luận của vài khán giả thấy buồn cười thôi. Ok, đó là sự chia sẻ của chị Lê bữa nay. Chị Lê xin tạm dừng video ở đây. Các bạn, các quý vị nào mà thấy cái video này hấp dẫn, thú vị, hãy chia sẻ cho chị Lê một like nha. Và hãy đăng ký kênh bằng cách là nhấn cái nút subscribe ở dưới phần video bạn. Chị Lê sẽ có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV, bye bye, xin gặp lại, xin chào tạm biệt.